Đấy. Ngày xưa em cứ em coi mấy cái clip Trung Quốc á, em thấy người ta đào chứ. Em tưởng là người ta đào chứ anh, 2G là sẵn à. Măng mạnh tông này nó khác cái măng của Trung Quốc. À là măng kia nó mọc từ dưới đất lên, ta phải đào. Còn người trồng đừng cầm. Anh Cường cầm thử cái anh Cường, đại không có mang bao tay. Thôi các bạn này. Đâu nó ngon, nhìn nó khác như thế nào anh Cường? Nè. Nhìn khi mình sắn ở trên đó thì nó cái mặt này mình về mình gọt ăn là mình sẽ sắc ăn luôn. À, không cần phải chặt vỏ. Ăn được luôn. Ăn được luôn. Đó à, cái măng này về mình phải muối mới ăn được chứ hay là ăn cái sống? Cái này là mình đem về mình lột ra mình luộc. Luộc chấm khoảng nửa tiếng cho một cái miếng măng nó vàng. À. Cái lúc đó mình có thể đem hầm hoặc đem xào được ăn được hết. Ôi. Rất là ngon. Tức là mà không cần đi. Ngon nhất của nó là khi mình sắn vào, mình sắn xong măng tươi luôn đem vô nhà. Ôi. Mình lột ra. Mình luộc cái làm chén muối ớt chanh. Wow. Ăn không rất là ngon. Chú là luộc lên chấm muối ớt không luôn. Chấm muối ớt chanh đó. Đã vô các bạn đã chưa? Hôm nay thì sẽ đưa các bạn đi xem cách người ta thu hoạch măng, một loại măng rất là nổi tiếng đó là măng tông. Và đây là anh Cường. Hôm nay mình sẽ đi với anh Cường để xem mọi người thu hoạch măng nha. Hơn 20 năm rồi. Đói. Hơn 20 năm. Ôi các bạn ơi, hôm nay tình cờ mình lại bắt gặp được anh Cường là một cái người có thâm niên hơn 20 năm chuyên đi thu hoạch măng này các bạn ạ. Trời ơi, một lần tụi em cũng 20 năm rồi ăn măng. Em cũng 20 năm ăn măng. Mình đang có cảm giác là một gốc măng như thế này chắc tầm khoảng 1 ký 2 ký anh Cường à. Nó tầm khoảng một cái một này khoảng tầm khoảng 2 ký. 2 ký măng ha. Ừ. Trời ơi. Mình chỉ trồng để lấy măng thôi hả anh Cường? Giống như yeah. Mình đa phần lợi nhuận cao nhất của nó là để mình thu hoạch măng. Vâng. Còn cũng có thể một số người ta không thích thu hoạch măng, người ta để tre lớn lên ta bán. Bán tre được ha. Vẫn bán được đúng không ạ? Được. Như các bạn thấy là ở đây có một cái điều là cái măng, cái cây tre này các bạn, cây tre măng tông này thì nó không có gai. Đấy, tức là mình bước vào cái bụi của nó mà mình không phải đụng gai giống như những cái loại khác. Mà công nhận là cái măng của cái loại tre này nó lớn ghê, nó to ghê. Một cây như vậy khoảng 3 ký anh Cường. Như một này là tầm khoảng 3 ký. 3 ký ha. Các bạn này, cái măng ác thật. Cái mùa này đang là vô cái mùa mưa của tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Như vậy là vô những cái mùa này cũng là cái mùa thu hoạch măng luôn. Nghe nói là mấy cái măng này sau khi nó nhú lên mặt đất nó lớn nhanh lắm. Này ví dụ cái này anh ta coi đây nè. Dạ. Như cái mục này tôi sắn trước rồi phải không? Vâng. Khi mà sao? Nãy mình nói dụ mà cuối mùa nó sẽ lên măng á. Vâng. Mình sắn mình chừa là hai cái mắt này nè. À, đây. Thì sau cuối mùa nó sẽ lên, nó lên hai một măng hai bên đây nè. À. Măng nó nhỏ nhưng mà lúc đó thì măng nó hiếm mà có giá rất là cao. Vâng. Ôi. Các bạn ha, như vậy là nó không bị tuyệt đi chứ là cái dao này nó bén ghê nha. Bén. Cái dao này giống như mình đặt riêng để cho sắn măng ha. Cái này là mình mướn thợ rèn chuyên về để dành sắn măng. Ừ. Nói chung người không biết thì nhìn nó gặp sợ lắm. Sợ chứ. Tưởng đâu mình xài hàng nóng không à, nhưng thực chất nó dành sắn măng. Dao sắn măng mà nhìn giống hàng nóng. Nhưng mà vậy gọi là đơn giản thôi, chỉ là sắn măng thôi đúng. Để. Mà không nghĩ là anh Cường 20 năm đi làm cái này á. Tôi làm cái cây này nè. À. Xuống thợ rèn làm xong rồi về tới tiệm hàng á. Kêu hai mượn người ta mượn thuê người ta hàng cái cán này nè. À. Ta hỏi mình làm gì hoài, ta nhìn mình hoài. Cái tôi nói trời ơi, tụi tôi để dành đi sắn măng chứ không có thể thấy hàng lạnh đâu mà nhìn tôi hoài. Mà ta cũng kỹ ha. À, người ta kỳ chứ. Dạ. Thường là mai kêu là chưa chấp vũ khí. Ông nhà vườn á, tôi mới làm cho ông chứ người lạ là mướn tôi làm bao nhiêu tôi không làm hết. Làm này rất là nói làm này rất nguy hiểm, có gì công an hỏi mình đó. Vâng, đúng rồi. Người ta kỹ ấy. Nhưng mà mấy anh công an, ví dụ công an ở địa phương mình, người ta biết mình ở đây mình thu hoạch măng không ạ? Dạ. Vâng. Là hồi trước là anh cũng sắn bằng cái cây đó luôn hay là cây khác? Nói chung là khoảng 3 mùa là thay cây. 3 mùa thay cây này. Nó mòn đó các bạn. Thắng xanh riêng mà nó mòn đó. Có ai kêu tôi lên. Tính ra là có cái đợt nào mà thu hoạch một lần mà anh lên trên rừng anh lấy măng này là một lần nhiều nhất là khoảng bao nhiêu anh Cường? Một lần năm mà trúng nhất của nó là khoảng 1 tấn, 1 tấn ngoài. Một ngày? Một ngày 1 tấn ngoài. Một trời ơi, một ngày 1 tấn mấy là cũng kinh khủng khiếp đấy các bạn nha. Không có phải là dạng vừa nha. Đó là sáng bỏ ăn luôn rồi đó. Sáng bỏ ăn hết nổi luôn. Ăn hết nổi luôn à. Cái này ngày nào thấy măng cái này chắc là hết thèm măng à.
Còn thèm không? Thì công việc có vẻ rất là vất vả nhưng mà anh Cường rất là vui vẻ luôn rồi, rất là. Lúc này anh Cường ấy nói là trồng măng thì vất vả mà có quyền lúc trồng cho nó được ít thôi à. Ví dụ như anh thấy người thấy đất dốc như thế này nè. À. Có những bụi tre nằm phía dưới á. Sáng giác riết thì giác không còn giác nổi nữa, trong cái đừng có măng. Vất vả quá. Lúc á thì trong cho chúng mùa á. Ừ, đây các bạn nè. Trồng thì trong nó có măng, nhưng mà lúc có măng xong rồi trong nó măng nó ít nhiều quá giác không nổi. Đây các bạn này, có một cái măng này nhú lên vào cái bộ rễ của nó này. Kinh khủng khiếp chưa? Tre là một trong những cái loại mà bộ rễ nó cực kỳ nhiều. Giác được mấy bao anh ơi? Hai giỏ ha. Hai giỏ. Còn như anh Cường là anh sắn hết một lượt luôn rồi anh mới đem lên hả? Mình sắn một lượt xong rồi đem lên cái một luôn cho nó khỏe. Rồi anh nhớ chỗ không? Nhớ chứ, đất của mình mà sắn hàng năm mà. Năm nào sắn cơ. Tính ra là cái khu vực này măng tre này mình trồng khoảng rộng nhiêu anh? Cái này này có 209. 209. 209 là trồng là còn thu hoạch trong năm rồi ha. Ví dụ mà đợt nào mà anh thấy trúng quá mà mệt quá, anh kiếm tiền mệt quá anh nhớ liên hệ tụi em nha. Nói chung anh chỉ đi sáng măng thôi chứ anh không có tiền. À, tiền bà Thảo lấy hết rồi, đem kho về nhà là phải lấy hết. Đúng chuẩn người đàn ông Việt Nam rồi. Để chồng chuẩn người đàn ông Việt Nam đó các bạn ạ. À, tính ra là cái măng này mình hàng năm mình có phải bón phân bón thuốc cho nó anh Cường nhỉ? Nói chung thì thuốc thì ít cái xài lắm. À. Phân thì mỗi một mùa mình bón cho nó 2 cữ. 2 cữ là mình bỏ phân vô gốc của nó hơn. Bỏ phân gốc của nó. À. Ồ, thế là cái tre này cũng có cho bón chút phân nha các bạn, để cho nó sinh trưởng á. Đấy. Công nhận là cái bụi này nhiều ghê luôn á. Có một cái bụi này thôi mà mười cả chục cái măng. Tính ra là cái này là ngoài cái món như anh nói là luộc lên chấm, là còn làm được cái món gì từ cái măng này nữa anh? Mình xào. À. Xào cũng được rồi, mình hầm cũng được. Xào hầm đều ngon ha. Ngon hết. Đấy. Chua. Về nhà mình làm chua. Mình sẽ làm cái món măng xào ếch á. Măng xào ếch. Là măng chua, măng nấu canh chua cũng được. Đủ các món từ măng luôn. Cái này là cái mùa măng là mùa tháng mấy anh Cường nhỉ? Mùa măng thường mình là khoảng tháng 5 âm lịch đến cuối tháng 8 âm lịch. Là nhiều măng ha? Là nhiều. Hình như là như vậy là nó hình như bắt đầu là mùa mưa anh Cường nhỉ? Bắt đầu mưa, sau mưa khoảng 1 tháng. Có thêm diễn binh à? Đấy, hôm nay đi gặp hai anh, chào hai anh. Sáng như được nhiều măng chưa anh? Có một anh đang vác măng lên. Đúng rồi. Mình đang nghe hai anh nói tiếng hình như tiếng Khmer phải không anh nhỉ? Hai anh nói tiếng, hai anh là người dân tộc Khmer. Vâng. Nói tiếng Việt anh hiểu không ta? Hiểu chứ. Tiếng Khmer là phải gặp mẹ em. À. Mẹ em là chùm. Cái đời em mất gốc luôn. Cái mùa này là người ta đi lấy măng rất là nhiều. Mà trong đây mát vậy. Sao đứng đó thở rồi. Ôi, có một cây này nó hình như là nó đang bị quá lố không anh? Không phải, bụi này bụi tre tơ mình đầu mùa sắn nó 1-2 mục à. Mình chừa lại dưỡng để nó tạo bụi cho nó lớn, sang năm ăn nó nhiều. À, tức là cây này là mình đang cố tình mình chừa lại ha. Chừa lại. Cái này bụi mới. Đây các bạn này. Cái này chắc là nếu mà cây mà cao như này là nó tính là chắc cũng chưa được khoảng 10 ngày nhiêu anh nhỉ? Đúng rồi, này tầm 10 ngày. À, 10 ngày là bự như này rồi. Chữ đầu thì tôi nó tắt là tầm phải tới đây nè. Là đúng đứa sắn măng mình không sắn. Mà nếu mà tính ra cái măng mà từ đây cho tới đây là khoảng mấy ngày là anh vượt lên tới đây rồi? Là ngày bữa nay là ngày thứ 5 đó. 5 ngày anh cao lên bao nhiêu? Ừ. Từ dưới mặt đất nó lên thì lâu, nhưng mà nó lên khoảng tầm này vậy nè. Là đúng ngày cử mình sắn là 5 ngày. 5 ngày. Còn 5 ngày mình không sắn thì bỏ 5 ngày sau nó lên gì nè. Trời ơi. Nó lên rất là nhanh. Trời ơi các bạn ơi, tính ra là phải nói là cây măng là một trong những cái cây mà nó có cái tốc độ phát triển sau khi lên mặt đất là mạnh nhất luôn các bạn ạ. Có 5 ngày mà nó được 1 tháng thế này rồi. Nó cao bằng em rồi đó. cái đoạn đầu thì nó chậm và nó bắt đầu lên khoảng 5 tắc cái sau là nó trở lên rất là nhanh. Lên nhanh ha. Đây các bạn nha. Đây là một cốc có mà thu hoạch được rất là nhiều măng. 2 4 6 7 còn 7 cục măng. Măng rất là nhiều. Quay phim mấy lần
Hôm nay thì mình đi với bạn Hương này các bạn này. Đấy, bạn Hương thì hôm nay cũng rất là hí hửng cho nên là cũng muốn coi người ta thu hoạch măng như thế nào. Chào bạn Hương. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là lần đầu tiên mà Hương với anh Ái là sẽ đi trải nghiệm cái cảnh mà người dân người ta đi xén măng ha anh. Đi xén măng, thu hoạch măng á. Dạ, thu hoạch măng. Đây đây là một cái chúng ta đang ở trong một cái rừng măng. Đây là cái vựa măng tông có giá trị cao nhất Việt Nam và là lớn nhất Việt Nam cho tính đến thời điểm hiện tại nha. Đấy. Cảm giác như thế nào bạn Hương? Nói chung là cảm giác hồi đó giờ ăn măng nhiều rồi mà lần đầu tiên thấy người ta đi sắn măng gì nhìn đó. Bên ngoài mình nhìn mình thấy rất là nhẹ nhàng nhưng thật ra là khi mà mình trải nghiệm rồi mình thấy là cũng vất vả đó. Thật sự là nghề nào cũng vất vả cả, đặc biệt là mình thấy là người dân người ta phải đam mê lắm với cái nghề này, người ta mới đeo đuổi được tới bây giờ là 20 năm rồi. Đó, mà hôm nay là tụi mình Hương với anh Ái là cũng theo đuổi mà được cỡ chừng tiếng rồi. Các bạn ơi, một góc này thôi mình đếm mà được bao nhiêu gốc măng này. Khoan, bây giờ là giờ em đố anh là trong cái gốc này là anh sắn được bao nhiêu gốc nè, để coi là có đúng, anh Cường coi có đúng nha. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái khu vực rừng măng, măng gọi là măng hình này gọi là măng tông, măng mảnh tông, một loại măng ngon nhất Việt Nam, và mình đang đứng ở dưới một cái bụi tre có rất là nhiều măng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gốc măng. Có một chút xíu như này nè. Và với kinh nghiệm mới nhú của anh ơi, Ái thì theo anh thì sắn được bao nhiêu măng ở đây? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể sắn được khoảng 6 cây măng ở trong cái bụi này. Đúng không anh Cường? Chính xác đó, là bụi này anh có thể sắn là 11 một. Trời ơi, rồi rớt từ ngay bữa lớp học đầu tiên. Trời ơi, mà trải nghiệm đi. Anh hãy ở kế bên anh Ái để mà chỉ dẫn, chứ thôi ông sắn một hồi của anh là nãy giờ đi hư măng hết. Bây giờ sắn thử rồi không sao hết. Hôm nay đây. Mình sẽ là người thực hành gọi là lớp học sắn măng. Đó, thầy giáo đang giám sát nha. Sao anh? Thử thôi ha. Không sao đâu. Hơn một này thì nó một mục khác à. Tức là mình này anh Cường anh nhủ là phải chừa ra cái mình canh cái khúc đọt của nó đó. Mình cứ tạm thời mình chừa hai mắt đi ha. Bỏ dưới lên hai mắt là sáng chính xác đó. Đấy, thấy chưa? Đấy, hơi bị già. Rồi. Đó, thầy Cường nói là hơi bị già rồi. Đúng rồi, sáng đó thấy. Đây, sao em thấy anh Cường ánh sáng nhẹ nhàng có con cái một anh sáng gì mà hả? Sao? Lớp học thành công. Lớp học thành công nhưng mà chưa có đạt, nó bị già. Nó hơi bị già, nó có hơi sơ này. Là nó sơ cái già lên. Thấy sơ là già đó anh Cường. Cái sơ là nó hơi già đó. Là rồi. Mình phải cắt lên tới hết cái mình bỏ lên khoảng 3 cm nữa. Vậy là bữa sau anh đi sắn măng anh phải đem theo cái thước. Tại vì anh không có kinh nghiệm đúng không? Rồi cho anh làm thêm bài tập thứ hai nữa nha, không được là cho rớt nha. Một cái củ măng này á thì nó mọc cũng rất là lớn. Nè. Ủa sao nó cong vòng vậy anh Cường? Tại măng này nó gọi là măng nanh. Nó phía ngoài. Măng nanh. Ái thường á, nhìn đây nè. Cái đường trắng này thấy không? Đường trắng. Đâu ái sắn từ ngay đường trắng này vô thì tự động măng nó non à. Đây ha. Tức là như các bạn thấy anh Cường nói là sắn từ cái đường trắng này. Đúng không anh? Cái đường trắng mà cái chỗ mà hai cái bẹ măng nó vừa chỗ mà mình thấy nó giãn ra nè. Rồi. Mấy nhặt này thì nó già nè, nó giãn ra thì nó tức là ở đây có sẽ có một cái khúc này nó già lớn nhất. Nó giãn ra, nhìn thấy sáng ngày đó nó non đó. Đấy. Các bạn thấy đây nó dày chín chít nè, 1 2 3 4 nhưng mà từ những cái này nó phúng lên. Đúng rồi. Lụm cái thằng này. Giữa đó, giữa cái giữa luôn. Nó sẽ non đó. Ôi giời, đúng rồi, non nó mềm xèo luôn. Hay quá anh ơi. Cuối cùng cũng được qua lớp rồi đó. Đúng không? Đúng cho anh Cường. Đúng rồi. Đạt cho anh Cường. Mấy điểm anh Cường? Cái này chấm khoảng 8,5. Rồi. Tốc độ còn chậm quá. Các bạn ơi này, nhìn cái lông của nó này. Đúng rồi, nãy giờ không có bao tay. Nghe nói là cái lông của tức nó là khi mà anh Cường anh đi sắn măng thì anh sẽ mang bao tay như thế này, chứ không là nó sẽ bị dính vào phải không anh Cường? Nói chung thì tại mình làm chuyên nghiệp rồi, sắn quanh năm rồi, mình không sợ nữa. Mình có một cái á. Đứng đó anh Cường anh sắn cái kia. Cái này nè. Cái này mới là cái nguy hiểm nhất của măng mạnh tông nè, chính là những cái cháu gai đó nè. Mình sơ ý mình không mang găng tay á, mình chụp vô nó đâm vô tay mình nó làm mũ á. Ghê vậy luôn hả em, bị lắm rồi này. Ôi. Nó làm mũ của nó hả? Nó làm mũ. Rồi có lành không?
bình thường nó cũng lành bình thường. Ừ. Nhưng con cái nó hơi nhức một chút. Dạ, hơi nhức. Mà công nhận cái bụi này nó nhiều ghê anh Cường nha. Ừ. Cái bụi này quá trời luôn. Quên nữa, nãy giờ nãy không mang bao tai mà để nãy sáng mang. Không sao đâu. Cái này tốt nhất là đang bị mắng này đừng có gãi nha. Bây giờ mà gãi con người là êm luôn á. Đúng rồi. Gãi thì sẽ đi về tắm liền. Đi về tắm liền ngứa. Đây là một cơ chế gọi là cái cơ chế tự bảo vệ của nó các bạn. Tức là trên cái thân của cái măng á, nó sẽ có rất là nhiều cái lớp gọi là cái lớp lông mịn của nó. Lông mịn này đụng vào rất là ngứa. Trời ơi kìa cái măng kìa. Mọc chi chít luôn. Các bạn thấy không? Ba bụi trên kia nãy đi là bình thường này, xuống tới bụi này là thấy tóc mồ hôi hết trơn rồi đó. Tóc mồ hôi chưa? Nãy tôi nói là có những bụi tre mà trong chứ đừng có măng đó. Nhiều quá tre như thế này là nhiều quá rồi, quá vất vả luôn. Cái này nó vui thôi nha các bạn. Chứ thực ra là măng mà được mua thì cũng vui. Hả? Này quá gọi là ngược tâm á mọi người, anh nói thôi chứ miệng cười te tét là. Cái mục này là đầu mùa anh thắng rồi nè. À. Phải không? Đầu này là 6 cái. Nè. Nó ra những cái mục măng khác này, mục măng này cuối mùa đó cũng có giá nè. À. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 mục này nè. Chết rồi. Và đây cái mục 7 là anh vừa sánh bớt là cái mục gọi là nhánh không ok anh sánh nha. Là cái nanh. Cái nanh của nó. Cái nanh của nó để nó ra cái tược non á. Mà cái đầu mình để thì nó sẽ rút cái dinh dưỡng nuôi tược đó mà à. mấy mục này nó chai hết, mình phải chặt bỏ mục đó. Trời hàng chứ anh cười sái mồm ấy chưa sáng giờ đây các bạn à. Trồng măng như thế này làm sao mà không giàu được, sánh một cái đẻ ra 6 cái quá trời luôn. Sánh một cái ra 6 thiệt ghê thiệt. Sánh một cái đẻ ra 6 cái kìa. Anh nãy mới hỏi nó là ví dụ như măng này đó là từ tháng nào tháng nào, ví dụ như nó có mùa đó anh, chứ em tưởng đâu là có hoài luôn á. Ừ đúng rồi, tính ra là cái măng là nói chung là mùa mưa đó, mùa mưa là bắt đầu có măng. Ừ. Là sau nó... mùa mưa khoảng một tháng bắt đầu có măng hoài. Nếu mà nào? Cái đợt cao điểm của măng là khoảng mấy tháng anh? Cao điểm nhất nó là vào tháng này nè. Tháng này là bắt đầu thu hoạch từ tháng mấy bắt đầu có măng rồi? Bắt đầu là tháng 4, cuối tháng 4. Tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 là bắt đầu, nói chung là cái măng các bạn thì bắt đầu là vô mùa mưa thì bắt đầu là măng nó vô mùa thu hoạch của nó đúng không anh Cường? Đúng. Và thu hoạch cho tới tháng 7 là hết mùa mưa là bắt đầu ngừng. À nếu mà lệch với cái mùa của cái mùa măng là cái mùa của thốt nốt các bạn, thì khu vực An Giang này rất là hay nha. Từ cuối năm cho tới đến tháng 4 là mùa cao điểm của thốt nốt, lúc đó là thốt nốt thu hoạch rất là gọi là rất là mạnh. Sau khi vừa hết thốt nốt là tới mùa măng. À thành ra cái đất An Giang này là tuyệt vời ha, tuyệt vời xoay vòng luôn. Là vườn anh như là thu hoạch gần như là quanh năm đó, quanh năm luôn hả? Một vườn cái hết măng cái tới trước mùa măng lại mùa dâu. Vâng, mùa dâu luôn, dâu xanh mình đó. Dâu da ha, dâu da bảo á. Dâu da bảo là nhà anh có trồng dâu luôn? Có. Ủa thế là anh à. Cường là nhà anh Cường là thành nhân quanh năm rồi, nhà còn sầu riêng không anh? Nếu trồng cái sầu riêng có sầu riêng vô mánh rồi. Xin thương hỏi, xin thương hỏi cái này xin cho điện không, xin thương hỏi lâu tụi em tới mùa em ghé là ăn ké được không? Đó là thoải mái, nhà vườn đâu có lo gì em ăn ké đâu. Chà các bạn ơi, tức là nhà mình còn có một cái bên sầu riêng nữa, có sầu riêng. Ôi vậy là tức là anh làm măng xong là cái hết mùa măng là anh sẽ làm những cái món khác. Ừ. Dạ đấy, tính ra là một mà một bụi bắn không, thường thường thì một bụi bắn đẻ ra hai nhánh thôi, nhưng mà cái thằng này nó đẻ ra tới 6 nhánh. Cái này nó đẻ khỏe ghê á. Này bên này còn này, các bạn thấy không, 1 2 3 4 5 6, cái này là nhánh nanh của nó đấy. Trời, mình nhìn đẻ. Sao mình biết nó nhánh nanh ta? Em thấy này chưa, nó nhỏ. À, nó nhỏ mắc lên. Dạ. Ví dụ như mấy cái mục chính của nó em thấy nè. Dạ. Nó lên thì nó sẽ to, nó đều bầu tròn hết trơn, nhưng mà cái mục nanh nó lại là lên nhọn. Đúng rồi, phải biết phân biệt nữa. Phải biết phân biệt các bạn ạ. Ồ, anh nói hả, một ngày nếu mà anh làm hết cái vườn này là khoảng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng không anh? Một ngày, 2 tiếng. Một ngày là vườn làm hết cái này là 2 tiếng. Sáng xong rồi vác luôn, khoảng 2 tiếng. À. Là cực nhất là cái lúc vác á ha. Cực nhất là lúc vác á. Còn bữa nay mà vợ hỏi sao đi lâu quá. À. Tại bị hai đứa mình. Tại vì học lớp mới nhú. Lớp măng mới nhú. Anh Cường là thuộc tiếp người đàn ông chân chính nha các bạn. Làm được nhiêu tiền là vợ lấy hết. Không thấy mặt tiền luôn. Nói chung mình không chân chính không được em ơi. Tại vì mình sáng đem xuống giữa cho mình có quá đơn. À, quá đơn đó tổng cộng bao nhiêu măng là về có hết. Không đâu có chống trả gì được. Không lo một đồng luôn. Không lo mất một đồng được hết. Anh có cần khúc này tụi em cắt bỏ không? Khúc này có thể cắt bỏ không anh? Không, sự thật mình nói mà đâu có sai đâu. Mong chị nhà nghe được và sau này nới tay làm phúc, nới tay chút xíu. Nói lòng của anh Cường bữa nay cũng đã được bày tỏ rồi mọi người. Tính ra hôm nay đi quay gặp anh Cường vui vẻ quá các bạn ạ.
Nhưng mà anh nói anh làm nghề này 20 năm đúng là khó tin nha. Khó tin thật anh ạ, em không nghề anh chắn cái này 20 năm rồi á. Tính ra là ở những cái sườn núi như thế này các bạn này, không ngờ ha, những cái sườn núi đá lởm chởm như thế này mà không ngờ là có thể cây tre này nó lại gọi là thích ứng được anh nhỉ. Nó thích ứng được, nó phát triển tốt mà có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập từ măng tre như thế này, đúng là tuyệt vời. Đây là các bạn biết cái này cái gì không? Đây là một cái hồ mà người ta dự trữ nước này. Đấy, tức là bây giờ đang là mùa mưa, cho nên là người ta sẽ hút nước và người ta dự trữ nước lên những cái hồ như thế này này. Để sau này mà vô mùa gọi là mùa nắng á, bị khô nước á, là người ta sẽ lấy nước ở trong cái này để người ta tưới cho tre ở đây, để người ta kiếm gọi là tưới cho măng ở đây để người ta kiếm măng trái vụ á. Người đang trữ nước các bạn. Mùa này mùa mưa cho nên ở đây có nước. Với cái ống mà người ta hút từ cái máy bơm đầu dưới này lên này. Đấy. Ví dụ 2009 mà năm mà được mùa khoảng được nhiêu tấn ta? Một năm mình không biết đâu, nhưng mà 2009 này mình trồng không có hết, trồng chủ yếu trồng theo ranh là nhiều. Dạ. Thì nó cử nó sắn được khoảng chừng 160-170. Ôi. 160-170 là như nào anh? 160-170 ở đây là nói về cái 160-170 kg. 160-170 kg một ngày. Một cử măng. Một cử măng. Ví dụ 4 ngày hoặc 5 ngày mình sắn một cử. Rồi. 4-5 ngày sắn cự, như vậy là một tháng như vậy là thành ra mình đâu có thu hoạch ngày nào đi đâu đúng anh. Mình sẽ thu hoạch theo kiểu một tháng là 3-4 ngày chứ đó, à, một tháng như vậy được khoảng được 10 ngày. Mình có nhiều vườn. Vâng. Hôm nay mình thu hoạch vườn này, cái mai mình thu hoạch vườn khác. Vâng. Cái đúng 4-5 ngày sau trở lại ngay chỗ cũ nữa đó. là coi như là không được. Có ở không đó. Anh còn được bao nhiêu vườn? Ở đây thì tổng cộng của mình được 4 vườn. 4 vườn. Là nó bự bé lớn luôn hay là có vườn lớn vườn nhỏ anh Cường? Nói chung cái này là cái nhỏ nhất rồi đó. Nhỏ nhất rồi ha. Chù yeah. Cà. Không mà 20 năm gắn bó với cái nghề này. Mà sao nhìn anh còn trẻ vậy, là anh làm nghề này từ lúc bao nhiêu tuổi? Em đoán anh được nhiêu tuổi? Anh thì anh khoảng 30 37 không anh Cường? 37 38. 45 rồi đó. Ủa anh Cường 45 hả? Sao dưng thành cho người ăn măng là trẻ các bạn ơi, ăn măng rất là trẻ. Ăn măng mảnh tông nha. Ăn măng mảnh tông nha các bạn, ăn măng mảnh tông trẻ nha. Không phải đâu, chắc sống ở trên núi khí hậu mát mẻ rồi ra phải trẻ vậy đó. Chỉ cùng hàng 4 mấy các bạn ạ, hàng 4 rồi. Là hồi trước gia đình mình có làm nghề này không anh, hay là tới rồi anh mới làm? Hồi trước thì mấy lão tiền bối cũng trồng cũng sáng giờ. Giống như cha truyền con nói ha. Đây các bạn này, đi trong cái khu vực măng này may được một cái là cái tre cái măng này nó không có gai. Đây là những cái nốt măng cụ ngày xưa là từng thu hoạch này. Cây nào có lấy rất là lớn. Củ măng này rất là lớn. Thì tính ra trồng tre này vừa bán được măng mà vừa bán được tre nữa nha. Là hết cái khu vườn rồi mình cho anh hay là còn nữa? Cái này mình sẵn hết rồi. Sẵn hết ha. Là hết vườn đó ha anh cậu. Này hết rồi. Dạ. Trời măng to quá. Hôm nay được khoảng bao nhiêu măng anh tính anh nhầm nãy giờ á, khoảng được nhiêu măng? Cử này số lượng nó ít, nó khoảng chừng 120-130. 120-130 ký măng ha. À. Tức là như anh Cường nói là có những cái thời gian mà có những cái mùa mà nó được mùa là tới được cả tấn măng mỗi ngày. Một ngày mà làm tấn măng là coi như thở hơi tai luôn. Anh Cường anh nhìn giống một vừa giống một người đàn ông chân chính lại vừa giống một thợ rừng chân chính các bạn ạ. Mới cười của anh Cường nó cũng đâu còn cách nào. Phải chân chính thôi. Đúng không anh Cường? Rồi. Cách nào nữa, mình phải chân chính. Khoảng được bao lâu anh? Khoảng được 4 ngày. 4 ngày. Như vậy là cái măng này sau khi hái là trong vòng 4 ngày là phải xử lý liền. Không là nó sẽ bị gọi là bị héo hay là bị gì anh? Bị héo. Bị héo. Nhưng mà tốt nhất là ăn ngọt, ngon nhất là mình sắn vô ăn liền. Sắn vô ăn liền là như này. Ừ. Cái này gọi là măng hữu cơ. Ai cơ mà. Măng hữu cơ các bạn, là măng hữu cơ chính gốc luôn đấy. Măng sạch đó. Măng sạch đấy. Nếu mà bạn nào mà ở trên này thì mua được cái củ măng này về này, là gọi là bây giờ về là gọi luộc lên chấm với ớt là tuyệt định. Ngọt anh Cường nhỉ? Rất là ngọt. Ngọt thì ăn ngọt tự nhiên. À đúng rồi, em thì tại sao là cái măng mảnh tông này nó có cái điểm gì mà nó trở thành loại măng ngon nhất Việt Nam ta? Là nó là như nào anh Cường? Nó thứ nhất là măng nó giòn. Măng giòn. Thứ hai là nó không có cái hậu đắng. Ví dụ như là măng kia nó có hậu đắng nhưng măng này hoàn toàn nó không đắng. Ôi. Là thế nhất là giòn nó hay là đắng? Không đắng. Không đắng. Giòn không đắng. Còn nó lại có cái chất ngọt tự nhiên của nó. Ôi. Đà giòn rồi không đắng mà đang còn ngọt nữa. Và em thấy cái măng này nó lớn măng nữa không anh? Lớn. Lớn măng.
dụ như tre là măng này là nó thuộc cái dạng nhỏ rồi đó. Vâng. Dụ như có những bụi mà trồng gần cái mé lòng ô rồi đó. Nước nhiều hả? Nước nhiều quá. Có bụi có một cái lên mười mấy 20 kg. Trù chà. Đấy, phải được những cái bụi như vậy nó mới đà các bạn ạ. Cái này là gọi là tiền núi á, trồng măng theo kiểu tiền núi á. Mà như cái bụi đằng kia mà lúc này mình đếm cũng cả chục cái rồi đó. Cũng kinh ghê á. Ủa anh bỏ nhiều vậy rồi anh giác sao nổi, bắt mình lấy ít ít thôi anh cường. Nổi không nổi cũng chiến, đi xuống chiến được nha. Cứ từ từ ra nha, đừng có cố quá. À, một giỏ luôn. Giỏ luôn các bạn ạ. À. Đó bắt đầu, anh dạ. Sẽ giác lên ha, hay anh nách. Cái này là mới là cái lúc cực khổ nhất. Cái dốc núi này nói thật với các bạn là mình đi bằng mình đi không, mình treo không, mình còn thấy khó leo nữa. Mà anh Cường anh vác lên. Lên được không? Trời ơi, mình đi không mà còn khó này. Không mà còn khó này. Được không? Mà anh Cường anh vác lên. Vâng. Cẩn thận nha anh. Không, em nói anh cẩn thận á chứ. Nghề rất quen. Nghề rất quen. Trời ơi, mình đi không lên mình còn khó lên mà anh Cường anh vác anh đi lên luôn các bạn này. Thành ra là cái nghề thu hoạch măng này cũng rất là vất vả nha các bạn, rất là vất vả. Rất là vất vả các bạn, cái núi này nó dốc lắm. Mà anh đi ngược dốc, anh đi lên như thế này nè. Mình đi người không thôi, mình cầm cái máy thôi là mình cảm thấy là khó đi rồi. Nhưng mà anh Cường anh đi phà lên luôn. Rất là mạnh. Lên đây đúng một chuyến thôi. Bây giờ anh Cường tự xuống nha. Em trên đây em chờ anh nha anh Cường. Này là tầm khoảng 50 kg rồi đó. 50 kg. Vác 50 kg đi ngược dốc. Trời ơi, anh Cường anh thở luôn chứ đừng nói với em á. Là cái này bây giờ là mình đưa xuống kia mình nhập cho vừa. Là bất cứ một lần là mình đeo hai cái giỏ này mình sánh đây cho mình đeo xuống. Hai cái giỏ này là mình mới chắc khoảng 50 kg thôi. Cái giỏ này chắc tới khoảng 80-90 kg rồi. Còn hai giỏ này. Hai bên người ta trở xuống. Trở xuống. Trời ơi, chốc nữa còn cái khúc mà trở xuống núi nữa các bạn ạ. Chưa đâu. Một chuyến tầm chở khoảng 200 mấy. 200 mấy chục ký. Khoảng 230-240. Trời ơi, ác chưa. 200 mấy chục ký chở một lần. Na xuống. Mà ngày nào cũng vậy luôn hả anh Cường? Hay là cách mấy ngày anh mới đi thu hoạch? Có cảm giác là còn cái này còn hơn tập tạ các bạn ạ. Hơn tập tạ. Mình nhiều vườn sắn ngày như ngày nào cũng sắn. Vâng. Sáng quanh năm luôn. Wow, cái này tầm khoảng 30 kg, 2-3-5, 40 kg, 40 kg, 40-50 kg đó. Hơn bao xi măng các bạn ạ. Để đi tiếp nữa nè. Đây là anh Huỳnh Bá Phúc. Anh Phúc đạo diễn đang sắp măng các bạn ạ. Đây là một đống măng. Sao anh Phúc, cảm giác sắp măng thế nào? Măng thì nó ngứa, tại vì nó có cái phấn ở ngoài nè. Giống như là cái gai nhỏ gì đó. Nó khi mà mình là không khéo á. Thấy không? Thấy các bạn thấy không? Ý mà anh biết rồi đó mà anh còn ấy là em thấy những cái gai nhỏ chi chít không? Nếu mà mình không khéo thì mình sẽ bị nó đâm nó tước ghim dầm vô á. Vâng. Mà người dân ở đây anh thấy hồi sáng giờ anh đi ta thu hoạch toàn ta đi tay không, không có ai mà đeo bao tay gì đâu. Hay ha. Hay á. À, kiểu đâm riết là quen rồi. Bị đâm thì chắc chai. Đâm riết chắc chai. Mà nó ngứa lắm á. Ví dụ như mình cầm mình ôm cái vô đây tay mình là hồi nó ngứa chị mày. Ngứa. Trên cái thân măng các bạn là nó sẽ có một cái lớp lông mịn. Cái lông này gọi là giống thừa cái măng, nó tự nó sinh ra để nó bảo vệ nó đó. Đấy, đụng vào nó là ngứa. Nhưng mà nói như anh Phúc là mấy người kia đâm riết là quen rồi đấy. Đây là một cái đống măng. Ở đây thì có những ngày mà người ta thu hoạch rất là nhiều. Có những ngày cao điểm mà có thể lên tới 1 tấn măng mỗi ngày. Còn những cái ngày bình thường thì đó là năm được mùa thôi nha. Còn những ngày bình thường thì khoảng cao nhất thì khoảng 200-300.
cái mùa nào mà mưa thuận gió hòa thì có thể lên tới cả tấn một ngày. Nếu mà tính là cả tấn một ngày chắc nhiều măng lắm nhỉ. Chứ là bây giờ kinh tế thì người dân họ đang nghiên cứu cách là trái mùa. Tức là khi trái mùa thì măng nó khoảng hai mấy ba chục ngàn ký lận. So với hiện nay thì nó gấp 5 gấp 6 lần nữa. Thì đặc điểm của măng đó là khi mà mưa xa xuống thì nó mới phát triển. Thì hiện nay họ tìm cách họ trữ nước để khi tới mùa khô á thì những chỗ khác không có măng thì họ sẽ tưới nước bằng cái đó thì măng nó vẫn mọc quanh năm, thì lúc đó là giá trị về mặt kinh tế nó rất tốt. Cấp 5 6 lần mà. Đúng rồi. Đỉnh của cháu các bạn ạ. Cái máy chuẩn bị qua. Ngày hôm nay thì mình sẽ nghỉ ở đây nhé các bạn. Quá trời luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ nghỉ ở đây nhé các bạn. Mình sẽ vào đây để chế biến hai cái món măng này nha. Hiện tại thì đây là cái homestay Phú Sĩ. Đây là một homestay ở trên khu vực núi này. Hai món này đúng không anh?